Quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến, nhưng bài hát này đặc biệt là viết về Hà Tây, nhưng mà bây giờ thì Hà Tây cũng thuộc Hà Nội rồi. Và xin được hát cho tất cả quý vị, những ai ở đây sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Tây cũng như bây giờ ở Hà Nội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.